Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách chia subnet, subtop. Đầu tiên các bạn vào Google search từ khóa là IP Call Collector. Mình sẽ sử dụng công cụ này để chia subnet, đường mạng con cách nhanh chóng ha. Ok, đó. Rồi sau đó mình sẽ vào cái trang github.com/datmatrung. Các bạn vào repository, mình sẽ mở cái mạch máy tính này lên để lấy cái bài tập demo cho các bạn xem ha. Các bạn vào cái file chia subnet đó. Rồi mình sẽ chia nó thành hai cái cửa sổ đó. Ở bài thứ nhất nè, mình có cái địa chỉ đường mạng đây ha, copy và dán nó vào trong cái phần network. Network dán vào đây. Ở đây nó có phần net là netmask là 24. Đó, 24 này ha. Rồi, mình cần phải chia 6 subnet, nghĩa là mình sẽ mượn 3 bit ở phần host để chia subnet ha. Đó, thì 3 bit là 2 mũ. 2 mũ 3 là 8, 8 lớn hơn 6 là ok. Đó. Rồi, mình lấy 3 cộng cho 24 là 27. 27 nhập vào cái phần subnet mask này ha. Đó, nhấn vào cái nút Call Play để nó tiến hành chia. Đó, nó sẽ chia được một số cái đường mạch con bên dưới này. Rồi, mình phải kiểm tra nó chia có đúng hay không ha. Subnet đây. Đó, cái đường mạch thứ nhất nè. Đường mạch con thứ nhất thì nó đi từ 48.0 cho đến 48.31 này ha. Đó, 48.0 đến 48.31. Thì đây là cái phần net, địa chỉ đường mạng. Và đây là cái địa chỉ postcard. Hai cái địa chỉ này không có sử dụng được ha. Rồi, và số host hợp lệ trong cái đường mạng này là 30. 30. Đó. Cái hotmin nè, nó sẽ chạy từ 48.1 đến cái hotmask là 48.30. Ok. Rồi, qua cái đường mạng con thứ hai nó sẽ là 48.32 cho đến 48.63 ha. Đó. Và có hotmin, hotmask, số hot hợp lệ là 30. Ok. Rồi, các bạn sẽ qua cái bài tập số 2. Bài tập số 2, mình cũng làm tương tự như vậy, sẽ kiểm tra xem nó chia có đúng hay không. Copy cái địa chỉ đường mạng nè, dán vào đây, và nó có phần netmask là 19, 19. Ở đây mình muốn chia thành 6 subnet, 6 subnet, nghĩa là mình sẽ mượn 3 bit, vì 2 mũ 3 là 8 ha, 8 lớn hơn 6, rồi. 19 cộng 3 sẽ là 22. Rồi sau đó mình nhấn vào nút Calculate để nó chia thành 6 đường mạng con cho mình. Đó. Đó, cái subnet thứ nhất nè sẽ chạy từ 32.0 đến 35.255. Đúng rồi ha. Đó. Và cái phần subnet mask của nó là 22. Hotmin nó là 32.1 cho đến 35.254 và số host hợp lệ là 1022. Ok. Đó. Rồi các bạn sẽ kiểm tra mình sẽ viết đủ 6 đường mạng con ra là ok ha. Rồi, mình sẽ qua cái bài tập số 3, copy cái địa chỉ đường mạng dán vào đây và cái phần net Netmask là 26. Mình chia thành 6 subnet cũng mượn 3 bit. 26 cộng 3 là 29. 29, sau đó nhấn vào nút Calculate để nó tính. Đó. Nó chia cho mình thành 6 subnet này ha. Đó. Cái mình sẽ kiểm tra cái đường mạng subnet thứ nhất nè. Subnet thứ nhất nó sẽ chạy từ 48.128 cho đến 48.135. Đúng ha. Đó. Và số host hợp lệ trong cái đường mạng này là 6.
6 cái host trong đường mạng này. Và địa chỉ hostmin là 48.19 đến hostmask là 48.134 ha. Ok. Đó. Rồi, đây là video kết thúc đây. Các bạn có thích video này thì hãy like, share, comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.